nhiều đường mà, nhưng mà đường này nó kiểu như là nó to. Cho em 50 anh ơi. Cho em 50. À, cho 20 cho anh ơi. Cho 20 cho anh ơi. Ăn đồ. 39 rồi. 40 ạ. Tại tiền. Ừ, tiền khoáng được. Cho em 50 đi, cho em 50 đi. Lấy tay à? Vâng. Rồi. Nào đây à, đây luôn à, mẹ đông thế. Yeah, no.
Hả? Sao lên sao sao? Đi phải đi bộ sao vậy? Lên trên kia xuống trên liền đầu lên đầu nhà. Trên kia xuống trên đầu nhà. Cái đây. Đúng cỏ luôn ở đây. Thôi vào đây cũng được, vào đây cũng được. Cất rồi. Đấy, anh em rất là đông rồi. Bắt viên nhé, chúng ta sắp tối đây. Đây là cái gì bạn? Đây là ở đâu? Hồ Yên Thế bạn ơi. Hồ Yên Thế à? Ừ. Thằng cháu thế nào? Vui. Vui à? Chưa đến hồi nữa thì vui à? Thế à? Rất là đông. Quá nhá. Kiên luôn. Em để đâu cả đó. Em cứ lên để đi. Bắt đầu từ đoạn này là dưới kia là công an các kiểu là chắn hết rồi. Giờ là bắt đầu đi theo đường này lên. Đấy giờ rồi, nêu cảm nhận nào. Vừa nêu đây. Nêu tiếp. Chưa thấy gì. Chưa thấy gì à, tí tí nữa. Đây. Rất là nhiều đồ chơi luôn mọi người nhá. Đây. Trường có đảng miền núi à. Trường có đảng miền núi Bắc Giang này. Việt Tuấn đi chậm ơi. Chậm ơi, nhanh lên. Đây là hội Yên Thế. Và đây là cái hội gì anh em? Nhưng mà hội Yên Thế là nó về cái gì? Ông già đi đánh giặc cái bạn. Về ông này đánh giặc lập công đất nước ấy, tên là cái gì mà Hoàng Hoàng Hoa Hoa Thám nào ấy. À, thế à? Xem ở đây mình có đứa nào mình quen không? Ở đây nhiều đứa lạ. Em họ đưa thì đừng nhận nữa. Hả? Họ đưa thì đừng nhận nữa. Sao? Đó. Sao? Thôi không, căn bản là nhận là mẹ mất tiền, hiểu không? À ok. Mình cầm bắt là nó đòi tiền luôn à? Yes. Thế mình trả lại không được à? Không, no. Bắt buộc là phải trên 10.000. À được. À thế, đúng nhé. Ô, đi là gì đấy? Đây là đằng trên kia mới gọi là hội kìa. Bắt đi cũng dài thế này á. Hôm nay cũng đông phết nhỉ? Đông chứ mà. Thôi hôm đầu tiên là hôm đầu nhất luôn. Tối này cũng đẹp này. Anh em có tiền mua lấy cái mà leo. Đi ngắm ha, về tính sau. Có cất tiền. Cháu cảm giác thế nào? Mua gì đâu? Ngành nhất là hội Việt của mình mua. Đi. Tiền đâu mà mua? Ngắm rồi. Ngắm nhiều không? Cứ phải đi xem nữa, thích mua thì xem sau. Hãy
Ôi, Ngộ Không kìa. Ngộ Không đứng giữa đường bán kẹo rồi. Bán kẹo. Nào. Anh em Ngộ Không kìa. Trông giống hết thế. Là giống thì sao bạn? Nhiều thứ hay ho phết. Đi hội đeo dép à? Đi hội đeo dép à? Tên cửa Thái Lan đặc biệt thơm ngon. Tên cửa Thái Lan đủ các hương vị chúng ta. Không sao bạn ơi. Ê, thích ý kiến không? Nói với cái rồi. Ý kiến? Anh em lên kia chơi đi. Đấy chơi thứ rồi hả? Hả? Sao bạn? Đi lên đường sao? Đi lên sau nhá. Thôi chính là trong này. Bảo hơn á. Bảo hơn á. Anh em đi nhìn nhau em đi lạc ấy. Ờ con này rồi gọi đi là đi đến chỗ tôi mà chỉ có 40.000 là 40.000 một cái là 40.000 một cái. Lên theo bài.
gì đấy anh em. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí. Vâng, kính thưa tất cả quý vị đại biểu khách quý và các bạn. Giải hồ chạy của chúng ta sẽ gồm có 5 giải nhì và 3 giải nhất. Và sau đây sẽ là 5 giải nhì. Đầu tiên, xin mời đơn vị Đoàn xã Hồng Kỳ. Tiếp theo, xin mời đơn vị Đoàn xã Tương Sỏi. Tiếp theo, xin mời đơn vị Đoàn xã Hương Vĩ. Vâng, như vậy chúng ta còn 2 giải nhì và 3 giải nhất. Còn 5 đơn vị chưa nhận cờ. Tiếp theo, xin mời đơn vị Lữ đoàn xe tăng 409. Và chúng ta còn 1 giải nhì và 3 giải nhất. Và xin mời đơn vị Trường gì ạ? Trường Trung học Phổ thông. Các bạn Yên Thế đâu ạ? Các bạn Bố Hạ đâu ạ? Và sau đây xin mời đại diện của đơn vị trường Trung học Phổ thông Bố Hạ vươn lên phía trước. Đây là 5 đơn vị đạt giải nhì của hội trại của chúng ta ngày hôm nay. Và xin kính mời đồng chí Trần Thị Thảo, Phó Bí thư huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện lên trao giải nhì cho 5 đơn vị. Đoàn xã Xuân Lương. Và cuối cùng là đơn vị trường Trung học Phổ thông Yên Thế. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lương Quang Tuyên, Ủy viên Ban chấp hành tỉnh đoàn, Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện lên trao giải nhất cho 3 đơn vị. Thank you.
Cao Lan anh em nhé.
như là bị mờ rồi. Mình đọc được với anh em mà đọc được. Thì năm bao nhiêu rồi này? Phồn xương cái khẩu này giống như kiểu con cái khẩu gì P40. Khẩu này giống khẩu mà P40 này anh em. Nên mình có quay vlog rồi. Vâng. Tượng Hoàng Hoa Thám này. Quá lại nhỉ. Mâm này, cái này. Mâm này. Đây là cái mâm bằng đồng. Cái mâm bằng đồng. Mâm ngày xưa đấy. Dao này. Cái này là cái gì? Đầu tên đầu rùi. Đầu kiểu như là cái dao đúng không? Đây là cái gì? Đạn. Năm 18 không ấy rồi, lâu đời lắm rồi. Đây là ảnh nữa. Đây có một khẩu súng này. Sách này cũng mới mà nhỉ? Toàn tập Phan Vũ Châu. Thôi xuống đi. Thôi xuống anh em nhé. Nãy mình khám phá thế được rồi. Đây là mấy cái nồi này.
đi tham quan bạn. Ở đây đi đi. Anh con đâu? Người ở đây mình thấy rất là vui, rất là tự hào khi được tham gia lễ hội to lớn này. Mời tất cả các bạn đến hội như thế để chơi nhá. Bạn Việt, bạn thấy thế nào khi bạn ở Việt Yên nhưng mà bạn đến Yên Thế? Nói mới lèo. Ôi, sao chụp ảnh mấy em kia đi. Ôi, bạn ra mà chụp. Đang quay tự nhiên nó mưa anh em ơi. Nên là mình sẽ tìm chỗ để mình chú anh em. Sao tí nó lại mưa nhỉ? Đâu bạn ơi? Hả? Ngồi đâu ấy? Đâu được được. À thôi. Tôi không cần phải vào đâu, chỗ này kiểu dạng bên trong thắp hương. Đâu? Không tám sáu nha. Đây à?
Đấy kim ấy mà. iPhone đấy. Ok giờ anh em mình ngồi đây nhé. Cảm ơn bạn nhé. Ok uống nước xong rồi giờ ra đi lượn tiếp anh em. Đi về. Đi ngắm mọi người mà chứ không có tiền mua rồi. Công ty hàng chất lượng đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Tất cả các sản phẩm hiện nay đang được mã ra sổ đấu giá 39.000 39.000 39.000. Tất cả đều đấu giá 39.000, chỉ có 39.000 39.000 một vị. 39.000 một vị. Chơi cho bé, ghé xem, ghé xem, ghé lại mà xem anh chị em ơi. Máy múc, máy cầu, ô tô điều khiển đấu giá 39.000. Vì bác sĩ, vì ô tô bé hai cái đấu giá 39.000. Vì câu cá, vì hoa quả đấu giá 39.000. Bộ nấu ăn inox, bộ xếp hình đấu giá 39.000. Gấu bông rất dễ thương cũng đồng giá 39.000. Một búp bê ba con xinh xắn cũng đồng giá 39.000. Xe ô tô to chở xe ô tô nhỏ cũng đồng giá 39.000. Xe tăng, xe pháo, xe container cũng đồng giá 39.000. Và còn rất nhiều món đồ chơi siêu hấp dẫn khác. Gì đồ chơi gì cũng có, đồ chơi gì cũng rẻ. Tất cả đều đồng giá 39.000, chỉ có 39.000. 39.000 một món, 39.000 một vị, 39.000 một bộ đồ chơi cho bé. Trẻ em nghiêm túc trên cạnh, biết chơi biết học. Mua gì ấy? Mua mấy cái ấy kia kìa. Mua cái này nó không đẹp đâu, bạn mua cái kiểu bên này này. Mua cái kiểu vừa nãy xem bên này nó mới đẹp. Chứ còn mua cái kiểu nặng này không đẹp đâu.
thích con chó rồi. Ai? Thích con này này. Được mua móc khóa. Cú tè, con nào cú tè mấy đâu? Chụp cái gì vậy? Bà chân dung. Dạ chân dung đây. Dung chắc là chụp cả chân vậy. Dung lấy đây đi. Đây. Biết chết thôi. Thôi. Có gì không? Về thôi nha bạn. Hội hiếc đi chơi không có tiền chán lắm thôi về. Xong ở đây cái gì cũng mua. Cũng mệt lắm bạn ạ. Những cái bản vui. Và đi sao? Nói đi. Thôi nói chung là bây giờ đi về thôi. Nói chung là đi nhiều cũng mỏi chân với lại không có tiền anh em ạ. Nên là thôi về. Đấy là nói chung là giờ về cầm con này đi. Cũng gọi là anh em cầm tối đi cắm đi anh em. Cầm con này đi cắm rồi lấy tiền. Thôi đi vào đây. Ba củ mốt bây giờ cắm cái gì hai. Một triệu làm đéo cắm. Bao cái điện thoại mà. À đây, ông Việt á? Ông Việt á giờ cắm được 3 triệu. Thôi thì vào lấy xe rồi đi về thôi. Thôi thì lấy xe về anh em ơi. Đi đây không có tiền mệt lắm, lười lắm. Thì mà có tiền là lai dài đến tối đấy. Có tiền thì yeah. Mình ngồi lai dài đến tối luôn. Đi quay lại đi. Không có quay tiền bạn ạ. Tôi có tiền là tôi lai dài đến tối đấy, nhưng mà thôi. Em thích vay tôi cho vay, quan trọng đi đâu. Bạn có bao nhiêu? Hả? Bạn có bao nhiêu? Không tiền tài khoản. Bao nhiêu? Ít 500. Anh em có ở không? Anh về. Thế nào? Nhưng mà tôi hỏi là bạn có bao nhiêu đó? Tôi vừa cho anh Tuấn vay 200 thì giờ trong người đang còn 400 nữa. 400 nữa à? 400 nữa. Việt. Việt thì không còn vay, Việt có sẵn rồi. Việt có sẵn à? Thì chú Quyết. Cháu nào? Thế thì muốn ở lại không? Thế thì ở lại. Thế thì đợt đuổi anh Tuấn về. Anh Tuấn vừa vay tiền ở chẳng. Anh Tuấn đi còn dẫn là đứa đấy đi. Mẹ nói không thích. Ôi, để xem ra thế nào nhé anh em. Chứ giờ nửa muốn về nửa muốn ở lại. Em ở lại tối. Tôi ở lại em tối tầm khoảng 6 giờ về. Ở đây ạ? Ở? 6 giờ hơn rồi về. Bây giờ đi đâu được? Máy quay của mình cũng sắp hết pin rồi anh em ạ. Chắc cô. Thế có về hay ở? Lũ thế nhỉ? Tôi sao
Ờ nên tối sợ không có gì thôi ấy. Không, tối các bạn là tối nó đẹp hơn, có gì đâu. Tối có vẻ đẹp mới đông hơn. Tối chỉ có đèn lung linh hơn thôi, có cái gì đâu mà. Văn nghệ còn nhiều hôm nay nó trao giải xong hết, còn gì đâu, chạy nó trao giải xong còn có gì nữa mà vào. À ừ nhỉ. Nói chung là hôm nay cũng hết rồi. Còn hôm nay cũng gọi là gần hết rồi, đâu luôn. Thế mà không biết tối hôm qua biết đi. Tối hôm qua cũng là ngày chuẩn, nhưng mà đông nghịt, đường cũng còn đi nhỉ. Tối hôm qua đấy, ở đây bảo đông mà. À, thôi anh em mình về đi. Đi cho hóng thế được. Ờ thôi hóng hết được, mình về. Gọi là có mất tí tiền một tí rồi được. Đi nào. Đi. Có mà, gọi là mượn bạn này. Hả? Rồi, ok, rồi mình bắt đầu mình về rồi. Nói chung là ở lại cũng thêm lai dai đây, lại không có tiền nữa, ngại lười. Về. Ra đi được rồi, ra đi. Chưa ra. Đưa vé ra đi. Đó. Bán gì đây tỷ? Đợi tí. Đây hai xe này. Cất tiền à. Có vé, cháu Quỳnh. Đây. Yeah.